Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một miếng đất có cái nhà vườn và có cái tum để tiếp khách luôn. Thì xe ô tô đậu trong nhà được luôn nha, sân vườn đó, lót gạch hết trơn ha. Lộ giới thì 4m. Đất này thì diện tích bề ngang 8, dài 20 thì 160m². Thì quay về hướng bên đây là hướng đông luôn, chánh đông luôn, hướng chánh đông luôn ha. Độ giới thì 4m, xe ô tô chạy về tới vị trí miếng đất thoải mái luôn, có căn nhà vườn nghỉ dưỡng. Đây có cửa rào rất là chắc chắn luôn, không rất đẹp không, có hàng trúc rồi luôn, cây trái luôn. Đây cái nhà tùm này ha, tiếp khách thì vô đây thì đã lót gạch vỉa hè hết trơn, toàn khu vườn. Đây cái tầm này vô trong cũng rất là đẹp luôn ha. Cái tầm đây trên nóc có hồ cá cái bên quanh luôn, có chuồng gà ở trong luôn, nuôi gà luôn. Đây hồ cá có cá nha, mày đang nuôi cá chê con cỡ nửa ký à, cá chê cá lóc lừ hết trơn trong này đó, đục đó không, bự bự đó, con quá trời bự con này. Sân vườn có hồ cá nuôi, chăn nuôi đồ, chuối đồ nè, trứng cá, xài, mai đầy đủ luôn. Nó đây hai bụi chuối này, cái xài này ha, nó này làm dàn lưới trồng gì cho bò lên luôn nè, đang trồng mớp. Thì căn nhà thì diện tích khoảng bề ngang 4, chiều vô khoảng 6. Đây, từ miếng này bên đây nha, có tặng cái máy lạnh luôn. Nhà này thì có cái gác ở trên nhà vườn. Đây trong xe tường rất là chắc chắn luôn, còn phía trên là cái gác ở trên nè. Nhà vệ sinh thì ngay cái góc này, gian bếp thì ngay đây ha, điện nước đầy đủ luôn. Đây nhà vệ sinh rất là rộng. Còn bên đây là nuôi mấy con gà này nha, nó nhảy quá chừng đây nè, bên cửa này nó gà nhảy không, lọ lên cái gác cho coi luôn. Chỉ 1.350 là sở hữu căn cái miếng đất này có nhà vườn luôn. Đây cái gác trên đây 1.3 quá rẻ, 160m². Đây mấy con gà nhóc hết trơn, nhảy lùng đùng đó ha. Tặng mấy con gà luôn, tặng hồ cá luôn. À, cái gác trên đây thì diện tích bề ngang 4, chiều qua 3m, rất là rộng rãi. Gác rất là rộng ha, có máy lạnh luôn. Cầu thang lên cũng rất là rộng, cầu thang chắc chắn không. Thì số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý của chú anh chị em đi coi. Chị gửi gặp chủ mình thương lượng mua bán nha. Đó, tặng cái mai này luôn, hai cây mai. Đây sân vườn, cây trái luôn. Cách chợ chợ Miếu Ông khoảng 500m. Tới chợ Miếu Ông à, bán kính trong 500m, đầy đủ tiện ích hết. Quay về hướng này, hướng chánh đông luôn. Độ giới 4m. Số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi ha. Thì đây ra hướng này sẽ tới chợ Miếu Ông khoảng 500m. Bách hóa xanh đầy đủ, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cách phường khoảng 600m. Đó, nhà cửa rất là đông luôn, đèn đường đầy đủ nè, đèn đường luôn ha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem, xin chào, hẹn gặp lại những video sau.